rất hấp dẫn luôn. Rồi cái nước tương ớt, cái này là mặn ngọt cay, này thì nước dừa tới luôn. Ba anh em mình xin kính chào quá chị bạn. Xin chào. Chúc tôi ba anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và nên anh Huy em ba. Hai anh em hôm nay thử ăn nguyên chắc một bữa ha. Đó là đùi gà khìa nước dừa. Đây. Mình chuẩn bị hai dĩa. Thì cái nước ngon quá mình thử luôn. Cái nước dừa nó rất là ngon. Dừa thêm không? hai ký chín anh Huy. Hôm quá rồi Huy. Hết chữ ngoài. Bao nhiêu luôn 2 ký 9. Hết lột vậy ha. Bây giờ hai anh em đua ha. Ủa giờ này được 25 phút. Đó. Anh Huy. Trời. Anh Huy thì thường thì với anh ăn bún hủ tiếu bánh canh đâu, hôm nay là ăn nguyên si luôn á. Cố gắng rồi. Cố gắng nha. Thắng á trong vòng 25 phút hết người hết trước á là được 1 triệu, người hết sau á tức là người thua cuộc á, nhưng mà rõ ràng là người thua cuộc á là được 3 sĩ ha. Ăn sạch sẽ nha. Họ ăn xong là mình kiểm tra xương rồi, đừng bỏ xương gì dưới đất ha. Sau ông đại diện hai anh em tổng mời cô bác anh chị các bạn dùng đùi gà khìa với hai anh em mình. Xin mời. Giờ chuẩn bị đi. 1, 2, 3. Như là hai ly nước. Hai ly nước thì quen rồi, không còn tính nữa. Đây, để xương đi rồi xong rồi mình kiểm tra xương luôn cho nó công bằng. Ý hai anh em chú không cần chấm nước tương gì đâu. Đùa cái này đâu cần chấm nước tương gì đâu anh bà. Để hai ly nước luôn. Đó. Nước tới nái luôn. Ngon hơn. Ừ.
Thank you.
Si nè, không phải đối thủ của anh ba, của anh ba quá xa, Huy còn năm cái, của anh ba quá xa, không phải đối thủ, bu súng lên Huy, ngon tới nay luôn, ngon ngon hả, hợp hết luôn hả, hết được luôn, anh ba lặn khu lặn sạch luôn, Huy bên đây cũng vậy luôn, nhưng anh Huy Nguyên Si này Huy là không kịp anh ba, quá hay luôn, ăn đó 18 phút hoàn thành, ngon chưa anh Hoài Huy? Không ngon cho ăn hoài ấy có hay tôi nghĩ 25 phút có thể không kịp tại vì cái đùi gà nó như nó cũng khó nuốt chứ không phải nó trơn anh ăn nhanh thiệt ba anh em ở đây hả sao ăn cái xiên khô khô này anh là không kịp ba là có đồ nuốt rồi có nuốt rồi đeo mới kịp còn cái này khô thì chắc cứu như thẳng với anh ba ba anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của ba anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và an khang trở lại.